Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang ở trong khoảng thời gian của tháng 7 và cận kề với ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây cũng là tháng để chúng ta có thể gửi những lời tri ân tới những người đã khuất, những người đã có công đóng góp với cách mạng và cũng như gìn giữ hòa bình Việt Nam. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng là một khoảng thời gian để có thể cảm ơn những người đang cố gắng từng ngày để có thể gìn giữ cho hòa bình cũng như mang lại yên bình cho đất nước. Và sau đây sẽ là một câu chuyện như thế. Gần 20 năm qua, Thượng tá Công an Đào Văn Hà, 63 tuổi, thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng của Hà Nội đã miệt mài vào Nam ra Bắc để có thể tìm kiếm và sưu tầm hơn 6.000 kỷ vật chiến tranh từ thời Hai Bà Trưng cho tới kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ như là bi đông, ăn gô, vỏ bom, vỏ đạn, mũ cối và dép cao su. Và thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì những kỷ vật đặc biệt này đang được Thượng tá Hà trưng bày trong bảo tàng chiến tranh của riêng ông, khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên và thán phục khi đến đây. Và mời quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm một bảo tàng đặc biệt. Chủ nhân của cái mũ này là của liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, quê ở xã Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đây là ông hy sinh trên đường Trường Sơn lái xe jeep năm 1968. Cái kỷ vật thứ hai đây, người ta gọi là thân ra, tức là xanh tuy. Cái này do Trung Quốc sản xuất giúp mình. Thì cái này là của ông Đào Văn Khoa, là ông chú của tớ. Thì cái ông này thì ông ấy hy sinh năm 1973. Đây là hai trong số hàng ngàn kỷ vật thời chiến tranh gắn liền với câu chuyện cảm động về các liệt sĩ được Thượng tá Hà lưu giữ cẩn thận trong bảo tàng của mình. Ông dành phần lớn không gian trong khu vườn rộng 1.500 m² tại thôn Đại Phùng, xã Đan Phượng, Hà Nội để lưu giữ những ký ức của một thời mưa bom, bão đạn mà ông sưu tập được trong gần 20 năm qua. Tức là bắt đầu từ năm 2006, mình bắt đầu sưu tập các hiện vật về chiến tranh cùng với các thứ đồ cổ khác, nhưng trong đó có hiện vật chiến tranh. Thì cho đến bây giờ thì cái tiền mà bỏ ra mua đấy thì mình tính sơ bộ nó khoảng 1 tỷ, khoảng 1 tỷ đồng, tức là tiền túi bỏ ra. Bởi vì có cái thứ nó đắt lắm và cũng có cái rẻ thôi, nhưng cũng có cái mà mình cảm thấy nó vô giá mình không bán thôi, và thỉnh thoảng cũng bán mất một vài thứ tiếc lắm. Thì dần dần cho đến bây giờ đấy thì mình cảm thấy tức là tương đối nhiều, tổng số nếu mà mình sơ bộ nó chắc nó khoảng 6.000 hiện vật chiến tranh. Rời cương vị công tác ở Phòng Bảo vệ An ninh Chính trị, Công an Hà Nội về nghỉ hưu vào năm 2016. Đến nay cũng đã tròn 7 năm, nhưng với Thượng tá Hà, chưa từng phút giây nào nghỉ ngơi trong bộn bề những đam mê của mình trong công tác sưu tầm và phát hiện các tư liệu lịch sử văn hóa. Ông là người có công tìm ra cuộc khởi nghĩa HI năm 1407 đến năm 1416. Mình là hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Mình rất tiếc là trong cái truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam chống giặc ngoại xâm có rất nhiều những trang vàng của lịch sử không hiểu lý do gì mà lại bị phủ mờ, mà thậm chí không ai biết đến nữa. Rất là tiếc. Ví dụ như cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh 10 năm ở Hà Nội do đại nguyên sĩ Văn Dĩ Thành, mà cuộc khởi nghĩa HI năm 1407 đến năm 1416 mà chính sử không có đến nửa chữ. Mặc dù ông chưa từng ra trận, chưa từng trải qua đời lính, nhưng những gì diễn ra vào thời hậu chiến đã ám ảnh ông rất nhiều, nhắc nhở ông về những hy sinh xương máu của cha ông để có được cuộc sống hòa bình, hạnh phúc như hôm nay cho con dân đất Việt. Nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, lưu giữ lại những kỷ vật một thời chiến tranh là cách để Thượng tá Đào Hà để lại cho thế hệ sau thông điệp không được lãng quên những năm tháng chiến tranh, đau thương mà hào hùng của dân tộc. Thì sau này, thì đến một lúc nào đó thì theo quy luật, thời gian nó sẽ trôi đi. Có thể hàng trăm năm, có thể hàng nghìn năm. Thì các cái hiện vật này nếu mà lưu giữ được, thì các thế hệ sau họ mới bảo, ô, đây ngày xưa ông mình, cụ mình, đúng không? Rồi bố mình, thế ở gần đây, đi đi chiến đấu đây. Thế thì mình cái giáo dục truyền thống, có một câu của Danh Ngôn có nói như là nếu một dân tộc nào mà quay lưng với lịch sử,
thì dân tộc đó không thể phát triển được. Ngoài việc sưu tầm chăm sóc bảo tàng của mình, Thượng tá Đào Hà còn là thành viên tích cực tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật của thành phố. Hiện ông thay nhạc sĩ Hoàng Lân làm chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ sĩ xứ Đoài, một câu lạc bộ được thành lập gần 30 năm nay và có tới 340 hội viên với 7 chi nhánh tại Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Sơn Tây và nhiều hội viên quê ở Hà Tây cũ đang cư trú ở nội thành Hà Nội, hoạt động trên tất cả các lĩnh vực văn học nghệ thuật.